Alo, dạ em xin mến chào quý vị khán giả nha. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Phát Family Channel. Lời nói đầu tiên xin chăm mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý nha quý vị. Lúc nào cũng vui vẻ và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay nhân dịp xuân mới thì em muốn gửi đến quý vị một câu chuyện có một cái tiêu đề rất là ngắn, thè lưỡi ra. Thì câu chuyện này rất là hay, nói về một chị phụ nữ. À, chị phụ nữ này chị không có chồng nha quý vị. Và chị này chị rất là đẹp, nhưng mà không hiểu làm sao nữa, bạn bè đồng trang lứa ai cũng có chồng có con đồ hạnh phúc hết trơn, còn mình đẹp mà có duyên mà sao mà kỳ ta, sao mình bị cái gì mà không có cái có chồng gì hết trơn, không có bạn trai luôn. Cho nên là chị cũng gầu gỉ vậy đó. Cái một hôm mấy chị này chị bị như có một cái tật là chị này chị hay nói nhiều lắm, chị nói nhiều dữ lắm, cho nên là đặt là chỉ là bà tám đó quý vị. Nói nhiều dữ lắm thì bị chị bị bệnh. Chị này chỉ bị bệnh cái chị mới lại ông bác sĩ á. Cái ông bác sĩ này để mà khám, nghe nói ông bác sĩ này ông mát tay lắm, ổng bên nước ngoài, ổng đi du học bên Pháp, bên Đức vậy ổng về. Thì bắt đầu là chị mới lại đặng chị nói bác sĩ chào bác sĩ ơi, bác sĩ có rảnh không, bác sĩ khám cho tôi đi, chợ về dạo này sao đầu óc tôi giờ nó nhức nhức mà nó mệt quá trời, tôi nhìn tôi thấy lộn cù mèo rồi, xong mình tôi sổ mũi tôi nhức đầu. Tôi nói bà nói bà vô bà bác sĩ tôi nói chưa gì, bà nói quyên thuyên, bà nói tao nói hả không có chừa ai nói hết trơn, trời bà không cho bác sĩ nói luôn. Trời ơi bác sĩ ơi, bây giờ tôi không biết sao nói, xong mà giờ dạo này 2-3 bữa nay tôi ăn không được, cái bụng tôi nó to lên mà cái lưng tôi nó đau quá, chân tôi mỏi quá, bù gối tôi nó cũng ê nhức đủ thứ chân trội, tôi đi chút xíu là tôi mệt, tôi thở tôi làm gì tôi mệt chân trội. Bác sĩ nói bây giờ chị thè lưỡi ra trong vòng mấy phút đi để tôi khám cho chị. Cái bà nghe vậy bà mừng quá, bà mới thè lưỡi ra. Cái bà làm gì bà để, bà làm mà tao nói bà để tao nói 5 phút luôn. Cái ông bác sĩ cũng không có khám gì hết, cái bà cũng suy nghĩ trong đầu bà trời sao mình kỳ ta, mình bị nhức đầu mà sao ông không khám cho mình mà mình mệt mệt mà sao mình ông kêu mình thè lưỡi ra mà ông không khám gì hết. Cái bắt đầu cái bà mới suy nghĩ trong đầu bà dữ quá, cái bà chờ 5 phút luôn mà ông bác sĩ này cũng không khám, là không khám, nhất quyết không khám gì hết, mà ông cứ cúi đầu ghi ghi chuyện biết. Cái bà tức của bà đợi đúng 5 phút sau cái bà mới thụt cái lưỡi bà vô, tại giờ ông bác sĩ không khám phải thụt lưỡi vô chứ sao giờ. Cái bà mới tức bà mới thụt lưỡi vô, cái bà mới nói ông bác sĩ ơi sao kỳ vậy, hồi nãy bác sĩ nói với tôi là bác sĩ kêu tôi là thè lưỡi ra, rồi tôi thè lưỡi 5 phút mà tôi không thấy bác sĩ nói gì, là tôi bệnh cái gì mà bác sĩ cũng chẳng khám tôi, bác sĩ cũng khám trong lưỡi tôi bị cái gì mà tôi bệnh, tôi mệt tôi sao bác sĩ mà cứ cúi đầu xuống ghi cái gì vậy, tôi mỏi miệng chết luôn à, tôi cứ lè cái lưỡi ra hoài, thấy không, bác sĩ phải nói với tôi biết bị cái gì, rồi bác sĩ chơi bác sĩ khám gì kiểu gì kỳ vậy, mà tôi nghe nó bác sĩ là giỏi nhất cái khu lực này, cái làng này ai cũng khen bác sĩ mà sao bác sĩ kỳ vậy bác sĩ. Cái ổng mới nói chị nói xong chưa, chị mệt không, nói tôi không mệt gì hết, tôi quen rồi, tôi là tôi hay nói nhiều lắm, thì chính vì chị nói nhiều đó cho nên tôi nghe tôi mệt quá, chị không có mệt nhưng cái người nghe nó mệt. Bây giờ á tôi kêu chị lè cái lưỡi chị ra là để cốt ý là cho chị im cái miệng chị hất lại để chi chị biết không, để mà tôi có tập trung tôi ghi cái to thuốc cho chị nè, thấy không, làm ơn chị đàn bà phụ nữ nói bớt bớt nói lại chút, khi nào cần mới nói, khi nào không cần thì đừng có nói nhiều nha nha nha. Ông bác sĩ cũng chỉnh bà này. Cái bắt đầu cái tao nói cái câu chuyện nó ngắn vậy thôi quý vị, nhưng mà nó cũng khá là vui, thì em thấy cái gì hay hay là em kể lên, mong rằng quý vị sẽ thích những câu chuyện nhỏ nhỏ tíu tíu của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Xin chào.